nhiệm vụ của chúng ta làm thế nào đấy để một ngày nào đó chúng ta về với núi sông, mà cái doanh nghiệp của chúng ta nó phải trở thành cái di sản và nó tiếp tục là để cống hiến, để phát triển và phải có thế hệ tiếp theo để kế cận. Bao nhiêu trong số các anh chị là thấy rằng điều đó tuyệt vời, giơ tay và nói tôi. Cho nên ấy, là các bạn phải xác định rõ là bạn phải để lại gọi là cái di sản, tức là legacy, để lại cái di sản. Các anh chị nhìn thấy gì đây ạ? Cái hòm, thank you, tuyệt vời. Vâng. Thế thì rồi một ngày nào đó tất cả các cụ ở đây cũng đều là gì? Đến một ngày như vậy thôi. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý điều này, giơ tay và nói tôi. Yes. Thế thì tôi nói các anh chị là gì? Là gần 400.000 doanh nghiệp của Nhật Bản, một đất nước rất là phát triển, là khi người chủ ra đi thì đã mang theo doanh nghiệp của mình ra đi. Mặc dù doanh nghiệp vẫn kinh doanh có lãi, nhưng họ không xây dựng đội ngũ kế cận, họ không tìm được người kế nghiệp, họ không chuẩn bị cho cái việc ra đi của họ. Họ nghĩ rằng họ có thể sống mãi. Và ở Việt Nam của chúng ta hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay đang ở tuổi khoảng 70 hoặc trên 70. Đó. Thì họ đang gần về với cái hòm. Và họ đang rất lo lắng. Bởi vì họ đã bỏ quên rằng là cái việc công việc chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo. Và họ cứ nghĩ rằng là họ vẫn khỏe mãi. Nhưng không ai có thể khỏe mãi được cả. Và không ai có thể sống mãi được cả. Yes. Thế vậy cho nên là nhiệm vụ của chúng ta làm thế nào đấy để một ngày nào đó chúng ta về với núi sông, mà cái doanh nghiệp của chúng ta nó phải trở thành cái di sản và nó tiếp tục là để cống hiến, để phát triển và phải có thế hệ tiếp theo để kế cận. Bao nhiêu trong số các anh chị là thấy rằng điều đó tuyệt vời, giơ tay và nói tôi. Cho nên ấy, là các bạn phải xác định rõ là bạn phải để lại gọi là cái di sản, tức là legacy, để lại cái di sản. Thì tôi có hai câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mà tôi rất tâm đắc. Đó là câu chuyện về một người đàn ông có tên là Alexander. Ai biết đến Alexander Đại Đế nhỉ? Ai đã từng nghe? Thank you. Alexander Đại Đế là một người là cực kỳ tài năng. Và khi mà ông còn sống thì ông là bách chiến bách thắng. Thế nhưng mà không may cho ông ý là năm ông 35 tuổi thì ông ấy mắc phải một cái bạo bệnh. Và ông biết ông không thể qua khỏi, cho nên ông gọi quần thần đến. Ông ấy đề nghị quần thần làm cho ông 3 điều. Điều thứ nhất là ông đề nghị quần thần làm cho ông một cái quan tài và để cho ông hai cái lỗ ở hai bên quan tài để cho hai tay của ông ra. Đó. Và điều thứ hai là ông đề nghị quần thần là hãy cho tất cả các ngự y giỏi nhất đến để khuân quan tài ông ấy để đem đi chôn cất. Điều thứ ba là ông ấy muốn là tất cả vàng bạc châu báu của ông ấy mang hết cho nó trải từ nơi ông sống đến nơi chôn cất ông ấy. Thế thì quần thần mới bắt đầu ngạc nhiên quá, không hiểu là ngài muốn dạy cho bài học gì đây. Thế thì quần thần mới bảo: dạ thưa đại đế là một bậc đấng anh minh, thì đại đế là một bậc thông thái, thì đại đế chắc chắn là muốn dạy cho chúng thần điều gì thì mong đại đế chỉ giáo. Thế thì đại đế lúc đó mới nói như này: ta cũng như các ngươi, không ai có thể cứu được bệnh của ta cả, và rồi một ngày nào đó các ngươi cũng là giống như ta thôi. Nhưng ta nói với các ngươi rằng là các ngự y có giỏi nhất cũng không thể cứu được mệnh ta. Và ta sinh ra từ cát bụi rồi cũng về với cát bụi. Và ta sinh ra từ đôi bàn tay trắng và về rồi ta cũng trắng tay. Ta không mang đi được gì cả. Cho nên ấy, các ngươi hãy sống cho đáng sống. Đấy. Ông dạy là hãy sống cho đáng sống. Sống cho đáng sống có nghĩa là mình sống làm thế nào đấy để lại danh gì với núi sông. Yes. À, câu răn dạy đấy cực kỳ ấn tượng và tôi cảm thấy tuyệt vời, và nó nguồn cảm hứng vô cùng lớn đối với tôi. Và đó là một cái điều khiến cho tôi là phải sống làm sao là từng ngày một là mình được sống, và sống là mình có ý nghĩa với ai đó. Và cụ Nguyễn Công Trứ nói rằng là phải để lại danh gì với núi sông. Yes. Rồi chúng ta cũng có mang đi được gì đâu. Không mang gì được gì cả.
Câu chuyện thứ hai là anh Vượng, anh Phạm Nhật Vượng ấy. Anh Vượng trong một cái buổi phỏng vấn, anh rất ít khi phỏng vấn, nhưng trong một buổi phỏng vấn anh có nói như thế này: thực ra ấy, mình đã lỡ làm người rồi, và vì mình lỡ được làm người cho nên mình phải làm thế nào để cho không hoang phí, không phí hoài cái kiếp làm người này. Bởi vì cuối cùng chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng ra đi, chả mang được gì cả. Cùng lắm là mình mang được hai cái vali vàng. Nhưng mà vali vàng đấy là vàng gì các anh chị? Đó là vàng mã. Thế thành ra là anh nói rằng, cho nên là anh ý là đã được kiếp làm người thì anh làm để thực sự không phí hoài. Cho nên các anh chị biết không, bây giờ là với anh Vượng có thể 200 đời ăn không hết. Một cái báo có làm thống kê để xem là cái với cái tài sản này thì ăn hết bao nhiêu đời. 200 đời, 175 đời ăn không hết, đúng không? Cách đây mấy năm. Thế chứ nhưng mà anh ấy bây giờ, anh ấy làm việc, vợ tôi cái thời kỳ làm đấy, vợ tôi có chia sẻ là anh ấy làm việc như điên, đúng không? Làm việc cực kỳ chăm chỉ. Anh có đi đánh gôn đâu. Anh cũng, anh chỉ thích làm việc bởi vì anh nghiện việc. Và nhiều lúc buổi trưa anh ăn cháo. Bởi vì ăn nhiều thì làm sao? Ăn nhiều bệnh. Năm nay anh chọn ăn cháo. À, ngày xưa chúng ta không có gì, chúng ta ăn rau ăn cháo. Bây giờ giàu có thì lại làm sao? Lại ăn cháo ăn rau. Đó, thành ra là nhiều lúc chúng ta đến một lúc nào đó rồi chúng ta cũng sẽ thấy thế. Vậy cho nên là chúng ta phải làm thế nào để ngay lúc này, khi chúng ta còn minh mẫn, chúng ta còn khỏe khoắn, thì chúng ta hãy làm thế nào để cái doanh nghiệp của chúng ta, cái đế chế của chúng ta xây dựng để mang đẹp cho đời, và chuẩn bị cái hành trang để một ngày nào đó các cụ ở đây ấy, một ngày nào đó ví dụ 50 năm nữa, hoặc là có thể 80 năm nữa, hoặc 100 năm nữa, tất cả chúng ta đều trở thành các cụ. Và lúc đó các cụ bay đi, đi mây về gió, thì lúc đấy các cụ bắt đầu mới gặp cụ Nhật ở trên kia cả. Ê, sau đó các cụ mới dạ em chào cụ ạ, à. Hoặc là các cụ ở đây cũng lại là tôn trọng thầy, vẫn gọi là gì, dạ em chào thầy Nhật ạ, à. Và em thưa thầy, đúng không? Hoặc là em thưa cụ, cụ ấy nhìn xuống dưới trần thế, cụ thấy không, đấy hệ thống doanh nghiệp của em cái kìa, em rất tự hào về nó và em rất biết ơn là thầy trước đây đã nhắc nhở em và em đã làm được điều đó. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy điều đó sẽ tuyệt vời, giơ tay và nói tôi. High five với người bên cạnh là gì? Đó thật là tuyệt vời. Yes. Khi mà chúng ta mất đi mà chúng ta vẫn còn. Ví dụ như là ông chủ tịch tập đoàn Hyundai. Đấy, ông mất đi mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà tên của ông ấy mãi vẫn gắn với Hyundai. Ông Lee Byung-chul là chủ tịch của Samsung. Ông mất đi mấy chục năm nay rồi, mà Samsung bây giờ vẫn là công ty toàn cầu và là top 50 công ty toàn cầu trên thế giới này, và là số 1 của Hàn Quốc, và vẫn đang cống hiến ngày ngày cho bên chỗ Hàn Quốc và cho thế giới. Đúng không? Và thực sự điều đấy có phải là di sản không các anh chị? Vậy sẽ như thế nào nếu như Việt Nam chúng ta có nhiều Samsung, có nhiều Hyundai, có nhiều Honda, à, và có thể chúng ta không được như thế, nhưng ít nhất chúng ta có thể tạo ra được những đế chế, có thể chỉ cần quy mô quốc gia thôi, nhưng nó sẽ tiếp tục cống hiến, nó sẽ tiếp tục mang đẹp cho đời. Giống như con ong ấy, nó con ong nó đi nó lấy mật, nhưng thực ra nó thụ phấn cho hoa, và chúng ta thụ thật nhiều phấn cho hoa thì cuối cùng chúng ta làm đẹp cho đời và chúng ta lại càng nhiều mật. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý điều này, giơ tay và nói tôi. High five bạn mình phải xây dựng để trường tồn.